Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank sẽ bán vàng miếng SJC nhưng không thu mua lại từ người dân. Lý giải về việc trên, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết, ngay từ đầu, Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định việc bán vàng thông qua 4 ngân hàng thương mại nhà nước nhằm mục đích bình ổn thị trường, qua đó kéo giảm chênh lệch giữa vàng miếng SJC và giá vàng thế giới, chứ không phải hoạt động kinh doanh. Với hoạt động kinh doanh sẽ có cả chiều mua và bán, nhưng hoạt động cung ứng cần được hiểu là hoạt động can thiệp một chiều để bình ổn giá vàng trên thị trường. Một chuyên gia trong ngành lý giải, không dễ để các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ thu mua vàng miếng. Nếu họ mua lại vàng miếng từ người dân, ngân hàng sẽ phải đầu tư hẳn một mảng kinh doanh mới, bao gồm hệ thống và nhân sự chuyên về vàng. Đây là bài toán khó với họ trong bối cảnh nhiều năm qua, nhiều ngân hàng gần như không còn thực hiện nghiệp vụ kinh doanh vàng. Từ ngày 3 tháng 6 năm 2024, 4 ngân hàng gồm Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank sẽ bán vàng trực tiếp tới người dân. Mục tiêu là sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới về mức phù hợp, bền vững. Theo thông tin tìm hiểu, trước mắt, 4 ngân hàng này chỉ chọn một số phòng giao dịch hoặc chi nhánh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để bán vàng miếng. Danh sách các điểm bán vàng miếng và giá bán vàng miếng sẽ được công bố công khai trên website chính thức của các ngân hàng thương mại nhà nước để người dân theo dõi. Việc bán vàng miếng trước mắt sẽ phục vụ cho khách hàng cá nhân. Trong khoảng 3 tháng gần đây, rất nhiều người dân bỗng dưng nhận được lời mời đầu tư vàng online với lãi suất vô cùng hấp dẫn. Lợi dụng sự lan tỏa của mạng xã hội, các đối tượng này đã lập ra các hội nhóm giới thiệu mình là chuyên gia nhằm dụ dỗ người tham gia. Tại đây, vàng được giao bán rẻ hơn so với giá vàng niêm yết tại các cửa hàng uy tín. Với nhiều hình thức giao dịch như trả góp, mua chung hay trao đổi bằng loại vàng khác nhau, để tạo niềm tin, các đối tượng đăng nhiều bài phân tích đánh giá thị trường vàng như một chuyên gia đích thực. Bên cạnh đó, họ không quên đăng tải những lợi nhuận khủng mà người tham gia có thể thu về. Chính những chiêu bài này mà không ít người đã tham gia vào các hội nhóm, thậm chí còn làm theo hướng dẫn để đầu tư vàng dẫn đến mất tiền. Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, các đối tượng lừa đảo sẽ đưa ra 3 cái bẫy để dụ lừa người đầu tư, như kêu gọi góp vốn mua chung vàng, kêu gọi mua vàng có giá thấp hơn giá thị trường và trao đổi các loại vàng. Sau lời kêu gọi trao đổi, những đối tượng này còn mở cả các phòng Zoom trực tuyến để hướng dẫn cách đầu tư và tiềm năng lợi nhuận với hình thức đầu tư vàng trên mạng xã hội này đem lại. Để nhà đầu tư yên tâm hơn, những đối tượng này sẽ mời nạn nhân vào những nhóm chat chung có nhiều người đang có ý định mua vàng qua các app và mạng xã hội. Thực chất, trong nhóm này có rất nhiều kẻ lừa đảo núp bóng nhà đầu tư và đưa ra những thông tin ảo nhằm dụ người đầu tư. Việc đầu tư vàng trên không gian mạng tiềm ẩn rủi ro rất lớn, người dân cần hết sức tỉnh táo, tránh rơi vào cái bẫy của các đối tượng lừa đảo.